mà phát triển hiệu quả đối với họ. Ý thế mà có là shipping này bây giờ được rồi, khá thế này tập gì rồi nhá. Thì shipping này hành đâu đã rồi, không biết gì, tôi chỉ schedule gì thôi. Có ít gì này mình lâu rồi mà schedule chưa để được rồi. Ai giao được gì? Normally có là đoàn tụ tôi này hà thì phải bao là hậu đã được rồi. Cái này mình bao là hậu đã là. Nào bây giờ thì bao là hậu đã nhau đã là đã lưu đại gì? Cái này schedule gì rồi để khai nhận. Nào bây giờ thì một thứ phải là phải định thì phải là. Cứ đi vào thì 14 February 2013 Oramara đi. Oramara sẽ đi về xuống xin em nhé đi vào á. Cái này em đi vào cổ bia. Từ rồi lúc giờ tôi giao ship lại. Sẽ đang đi xuống giao vào. À xuống xin sẽ đi anh em đi vào nào xuống. À luôn luôn một thằng của anh em mà giao vào đó. Cái này mà giao vào đó. Nên sẽ đi mà giao. Thì lúc anh ấy nhà là cái thằng đó đưa vào đó phong là cái thẻ như này vậy. Đi đi vô. Oramara đi cả thằng đó. Ví dụ xin คนนี้คนนี้ป้องได้หมดอ่ะคนนี้คนนี้แล้วเซเว่นสมมุติคนนี้ป้องได้จริงตอนนี้ฟาสต์ตัวเราดูจะช่วยดูดีกว่าดูดูเรียกอะไรทีนะนับภาษีไปป้องอย่างไอเสียอะไรตัวมองตัวไอเดียเนี่ยดีดีอยู่ในป้องอย่างเนาะเอชวีเอชพีนี่ก็คือจะมาดูแต่เกี่ยวกับอะไรมาจากเซชิเอโมแต่ที่มาอย่างป่ะปีนี้เฟบรุ่ยแต่ที่มาอย่างป่ะ cái này nó cũng mà nó thành quả từ lâu, ai chú ý giáo để ship thì cái này mà bù lại xin video này bù lại thì như vậy, nó thì như vậy bù lại là phải rồi, lâu về còn lại rồi, ai còn giáo thì là đủ, ora condition thì là cái này mà đi transition là bị quá rồi, nó à rồi transfer lâu để hà ship lâu để hà bị quá rồi chứ, chứ gì còn nó ai chú ý đây thì là có là ora mà lại thì mấy lần chứ, chứ còn nhiều giá rồi, ô đi mà mình lâu rồi, giờ là đi là thì nhiều nó ai giao gì luôn cái sao được vậy cái chỗ hoa là cho hoa là cái chỗ hoa là ai giao gì nào luôn thì vào process mà ta đi tham gia thì xin gì đấy tôi quay trở đi xin cái ta đều các bạn manager manager lâu đời được quá thì ai đều chỉ được quá hay có làm master phải được quá cái đi cái này tôi quay này thì quá thì học để cha bảo là được gì giống nhau cả này là master phải phone này nhiều ta đều quay thử nghe nào mà đâu nó thì mà đấy thì đây này giống ốp mà đâu biết nó không được này rồi set match đi vào đây thì đi vào luôn thì vào đôi thì nó sẽ xin này cũng là nó sẽ cũng này cũng là cái dấu này nó ví dụ như cái này là qua gì này dài dài rồi sao đó không lâu rồi đấy hay thay đổi gì đó sẽ đi vô đi vô bảo là nó còn được cái này lâu đó hay giáo gì ship bài sẽ đang đi lâu đây để hay giáo gì hay là số giáo bảo đó không gì đấy không gì đấy gì đấy thì có thể thế nhiều nó bộ giải thể này là gì? Sáng tí mà chúng ta phải tìm ra. Ai lúc mà mình giải thể thì này, khi vô vào thì nó control, xin mi bộ này này, đó. Control plus xin mi bộ này, control xin mi bộ này, control khi bị on xin mi bộ này này này, nó xin mi bộ này đi on này này thì bao nhiêu on đó, thì như thế luôn, từ lúc đó luôn thật, đó. Đã rồi đã xong cái bộ, đó. Thì nghĩ hồi vì xếp bài xe bán đi rồi thì nghĩ tôi lâu lại được nó xếp bài xe bán đi lâu lại được nó thì nghĩ thì thoát lại đó ông ra mà đấy đủ được biển đi nhỉ ô qua ấy thêm một thằng thêm một thằng thì đi đủ con nào được nhiều ấy thì anh biểu rất ba rồi thì anh lâu được dài đấy thì ta đấy anh được bao tiền lâu lại không nên lâu lại không thì con này không nên lâu lại được gì thì con nhỏ tôi vậy đi là phải giao nhỉ anh vui tôi đi được phải đạt được làm được là ba phải đó phải mà làm cái gì mấy làm ấy là luôn gì nhé con làm nhiều làm nhiều actual shipping thì làm nhiều cái này nó order đi cũng làm được đấy làm gì chứ bao giờ mà à sao lại chả vào thì con làm không làm được đi đó NSFT về rồi NSFT về tôi ấy ủa bộ ủa customer thì sao bị đi để phải làm gì luôn cô nên chọn cái thằng này chọn là bị thôi đi ra đi ra anh sẽ đi về đi ra là người đuôi cái gì này là đi ra vào một con này rồi nó không biết đi đi mà chỉ được anh như luôn cái ô con nào rồi cái gì xuôi để khai ra luôn chứ con nào được bao là lâu đại chứ nó muốn lâu làm á thế nên mà bây giờ nó ta cái gì được lâu đấy ô tu mà là duy nhất ô chỉ được đấy bao nhiêu à nó
chết đi ngủ thì đi ngon đi ngủ đó bao làm đâu đã đấy thôi bây giờ đó ở đây thì sao chị đấy.